chương 2381. Phượng Vũ tự nhiên sẽ không làm tam thái thái chuyện xấu. Phượng Vũ từ tam thái thái trên chân nhổ xuống giày theo, hướng miệng nàng một tắc điểm nàng huyệt đạo như thế tới nay. Nàng tự nhiên liền không động đậy nổi. Hầu phu nhân gắt gao chừng mắt tam thái thái, không ngừng bại lộ chân tướng. Lúc ấy ngươi còn nói. Phượng Vũ tính cái gì? Liền tính nàng phải cho nàng nương lấy lại công đạo lại có thể thế nào? chúng ta có hôn thư nơi tay còn lo lắng Linh Phu Nhân sẽ phản kháng không thành. Thật sự không được, chờ Phượng Vũ vào năm bốn, ở giáo lúc sau, chúng ta đỉnh đầu kiệu nhỏ đem Linh Phu Nhân cái đó là được. Lúc ấy người còn nói, ta kia nhị tẩu, Mỹ tắc Mỹ, nhưng chỉ có năm sáu tuổi chỉ số thông minh, tưởng như thế nào hù lộng liền như thế nào hù lộng, chờ gạo nấu thành cơm. Nàng Linh Phu Nhân cũng chỉ có thể nhận, nàng Phượng Vũ cũng có thể như thế nào hầu phu nhân chỉ vào tam thái thái nổi giận đùng đùng tại đây phía trước ngươi là như thế nào cùng ta nói ngươi nói là linh phu nhân câu dẫn hầu gia là nàng bắt lấy hầu gia không bỏ trần tướng lại là cái gì nhân ra căn bản chướng mắt ngươi cố quán quân Gầm miệng cố hầu gia rất muốn xông lên đi ngăn lại hầu phu nhân nhưng là hắn không động đấy cố hầu gia liều mạng dễ dụa nhưng hắn tựa như thân ở thật lớn nhà giam toàn thân đều bị trói buộc, hắn liền động một ngón tay sức lực đều không có. Là ai? Là ai ở ngay lúc này chế trụ hắn? Cố hầu ra ngẩng đầu đôi mắt bất kỳ nhiên gian, đối thượng một đôi tị huyết tàn nịnh thâm đồng, hắn tâm nháy mắt ở rể hầm băng. Quân điện hạ lại là quân điện hạ. Tam thái thái tâm thái nhưng xa không có cố hầu ra như vậy hảo cho nên bị hầu phu nhân chỉ vào cái mũi mắng thời điểm nàng hoảng sau này bò thật đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn hầu phu nhân lại nhìn xem Phượng Vũ. Nói cách khác, các nàng từ lúc bắt đầu liền hiểu lầm Phượng Vũ, Phượng Vũ căn bản là chưa từng động qua tay. Nàng là bị người hãm hại. Ta thật là mắt bị mù thế nhưng gả vào các ngươi hầu phủ này hổ lang nhà. Hầu phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sức lực dùng hết, thân mình một quay, rốt cuộc nhịn không được. Té xỉu trên mặt đất. Lòng diễn một cùng long lão phu nhân chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy nàng, đau lòng xong nước mắt tung hoành, đây đều là tạo cái gì nghiệt a à. cố lão thái thái trong lòng đau xót. Nguyên bản nàng cũng tưởng vựng, lại không nghĩ rằng bị đối phương đặt cái trước. Cũng may hầu phu nhân này một vựng, rất nhiều sự liền có nói đầu. Cố lão thái thái chạy nhanh gấp cố hầu ra đưa mắt ra hiệu. Cố hầu ra nhưng thật ra tưởng biện giải, nhưng hắn đừng nói nói chuyện. Liền hư đều hư không ra. Cố lão thái thái không có biện pháp, nàng chỉ có thể tiến lên một bước nắm lấy long lão phu nhân tay, làm bộ ôn hòa nói ta con dâu này, nhất định là đầu óc bị thương, bị người hạ cổ. Cho nên mới sẽ như vậy nói bậy, thông ra nhưng ngàn vạn không cần dễ tin, làm người xấu âm mưu thực hiện được. Lòng lão phu nhân trong lòng hiện lên một mặt hồ nghi chi sắc. Xác thật vừa rồi nhà nàng khuê nữ thái độ đại biến, giống nhau điên cuồng, chẳng lẽ thật là có người. Phượng Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhìn Long Lão Phu Nhân, nhàn nhạt nói, vừa rồi ta thấy đến Long Phu Nhân, xác thật đã không khí ta cho nàng chát hai châm. Nàng nhắm kia khẩu khí mới rốt cuộc hoãn lại đây. Thấy Long Lão Phu Nhân vẫn là nửa tin nửa ngờ bộ dáng, Phượng Vũ đôi mắt nhíu lại, vừa rồi Hầu Phu Nhân nói Vọng Nguyệt Các, nói cách khác, Vọng Nguyệt Các là đệ nhất hiện trường vụ án. Không sai, quân võ đế đứng lên, đi đầu liền đi, xem ra này Vọng Nguyệt Các là đến đi nhìn một cái cố hầu ra trong lòng đại loạn. Vọng Nguyệt các xác thật là đệ nhất hiện trường vụ án, hắn lúc ấy cho rằng hầu phu nhân hẳn phải chết cho nên không có người cẩn thận rửa sạch nếu như vậy thực dễ dàng liền sẽ bị nhìn ra manh mối. Tấu chương xong. Chương 2382 Cố hầu ra liều mạng cấp cố quản gia đưa mắt ra hiệu. Đứng ở đám người lúc sau cố quản gia xoay người bước nhanh rời đi quân võ đế mày hơi hơi hắn liếc bên người tần ngôn liếc mắt một cái quân võ đế xác thật rất quan trọng hắn nãi huynh tần ra tổng cộng hai vị huynh để rõ ràng là tần mặc cùng tần ngôn tần mặc vì trường tần ngôn vì thứ tần mặc ở chỗ tối là quân tình bộ bộ trưởng nhân xưng tần bộ trưởng tần ngôn đi theo ở quân võ đế bên người bên người bảo hộ là cấm quân thống lĩnh chỗ tối cao trường quan nhân xưng tần thống lĩnh tần ngôn đối quân võ đế gật gật đầu bước nhanh xoay người rời đi Tần ngôn động tĩnh rất nhỏ, cơ hồ không ai phát hiện hắn rời đi, cho nên cố hầu ra trong lòng còn có vài phần hy vọng xa vời. Chính là, đương đoàn người đi vào vọng nguyệt các ngoại khi. Lại nhìn đến, tần thống lĩnh một chân đạp lên cố quản gia phía sau lưng, mà trên mặt đất tác giải một bãi rễ châm dầu cây trầu. Tần thống lĩnh dưới chân dùng sức cố quản gia tức khắc đau ngao ngao kêu. Cố hầu gia vừa thấy, một lòng tức khắc giống như cho tàn. Sao lại thế này, quân võ đế nhíu mày. Tần thống lĩnh cùng quân võ đế bẩm báo, hồi bệ hạ, y chức chức tin tới điều tra vọng nguyệt các, lại nhìn đến này lão nô tài sách theo một thùng dầu cây trầu, sái vọng nguyệt các. Muốn đem vọng nguyệt các một phen lửa đốt. Buồn cười, quân võ đế bạo nộ, hắn quay đầu, cặp kia đại đại đôi mắt chừng như chuông đồng, thở phì phì chừng mắt cố quán quân, ngươi chính là như vậy lừa gạt trẫm sao. Cố quán quân sớm bị sợ tới mức tâm như cho tàn, toàn thân run rẩy lại nghĩ không ra gãi lại lấy cớ quân võ đế trừng mắt tần ngôn đi cho chậm cha tần ngôn đúng vậy tần ngôn dẫn người thượng vọng nguyệt các thực màu hắn lại đây hội báo bệ hạ vọng nguyệt các góc bàn có bị trọng vật va chạm dấu vết có máu tươi vang khắp nơi góc tường cũng có máu tươi cùng hầu phu nhân miêu tả nhất trí vọng nguyệt các xác thật là đệ nhất hiện trường vụ án tần ngôn những lời này tức khắc đem cố hầu ra đẩy vào sâu xa tất cả mọi người nhìn cố hầu ra mà giờ phút này cố ra bọn nhỏ đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn cố hầu ra vì cái gì tại sao lại như vậy rốt cuộc là làm sao vậy nhà của chúng ta đây là làm sao vậy ta không tin ta không tin ta không tin bọn họ đều rất khó tin tưởng trước mắt phát sinh một màn này mà thật là đáng sợ mà giờ phút này người ngoài xem cố ra ánh mắt càng thêm phức tạp ngay từ đầu sở hữu đều tưởng phượng vũ cô nương hạ sát thủ, sau lại mới biết được nàng là bị người oan uổng, theo sát lại tuôn ra là cố hầu ra cố hầu ra ánh mắt từ hắn bọn nhỏ trên người xẹt qua. Cuối cùng kia hai mắt mắt gắt gao nhìn chầm chầm phượng vũ, hung tợn nhìn chầm chầm. Bỗng nhiên, hắn quỳ dị mà thảm đạm cười. Ha ha ha, ha 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 cố hầu ra giống như điên cuồng, phảng phất mất đi lý trí, thật là không nghĩ tới ta cố quán quân thông minh một đời cuối cùng thế nhưng thua ở một tiểu nha đầu trong tay. Cố hầu ra ánh mắt từ nhị hoàng tử trên mặt xẹt qua, từ tả phu nhân độc cô phu nhân các nàng trên mặt xẹt qua, cuối cùng cặp kia thị huyết điên cuồng ánh mắt lại lần nữa nhìn chằm chằm phượng vũ. Tiểu nha đầu, lúc này đây, người thắng. Nói xong, cố hầu ra giấu ở ống tay áo chung tay chợt vượt động. Phụt, quân lâm uyên ra tay, đem cố hầu ra trùy thủ chụp phi. Cho rằng đã chết là có thể xong hết mọi chuyện sao nhưng mà ra ngoài mọi người dự kiến chính là, cố lão thái thái, tả phu nhân một tiếng gầm nhẹ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đến cố lão thái thái ngực cắm một thanh trùy thủ mà nàng chính mình tay chính nắm lấy trùy thủ. Nói cách khác tấu chương xong. Chương 2383 Cố lão thái thái trước một bước tự vận. Tà thiên, ở đây tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Cố lão thái thái không có xem bất luận kẻ nào, nàng đẩy ra mọi người nâng, nhìn quân võ đế. Thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Long lão phu nhân cùng long diễn một đều hắc sụ mặt to mày. Cố lão thái thái khóe miệng có máu từ trào ra, nhưng nàng làm như không thấy. Cố lão thái thái chợt đối phượng vũ quỳ xuống, cắn răng nói, mọi người sai, lão bà tử dốc hết sức thừa, cầu phượng vũ cô nương tha cố phủ lúc này đây cố lão thái thái một bên nói một bên nuốt khí. Thân mình lăn đến một bên. Tổ mẫu, tổ mẫu, cố ra người tất cả đều lớn tiếng kêu gọi. Mà Phượng Vũ lại trầm mặt. Này lão thái thái rất xấu, nàng sắp chết cũng không quên trả thù Phượng Vũ. Vốn dĩ chuyện này, Phượng Vũ đã rửa sạch nàng chính mình ghét bỏ, rửa sạch nhà nàng mỹ nhân mẫu thân danh dự, dư lại chính là cố hầu phủ cùng thương long cốc long ra mâu thuẫn nhưng là vị này lão thái thái lại trước khi chết hướng phượng vũ trước mặt một quỳ một xin tha cố gia tồn tại người vĩnh sinh vĩnh thế đều quên không được là ai bức tử bọn họ tổ mẫu là ai làm cố gia mất hết mặt mũi nhận hết khuất nhục là phượng vũ phượng vũ trong lòng âm thầm cười lạnh cố gia không thể trêu vào thương long cốc long ra liền đem thù hận giá trị dẫn tới nàng phượng tộc đi vị này lão thái thái thật sự là ý nghĩ kỳ lạ phượng vũ ta muốn giết ngươi cố gia lão sáu, lão ngũ, lão Tứ, lão tam không có một cái là đèn cạn dầu, vẫn nộ dưới, bọn họ tập thể đối phượng vũ ra tay. Tả phu nhân lắc đầu, này mấy cái xuẩn hai từ. Bọn họ biết phượng vũ là cái gì thực lực sao, còn kêu giết phượng vũ. Tả phu nhân thực hảo tâm nhắc nhở, các ngươi mau dừng tay đi, vẫn là trước làm các ngươi tổ mẫu sự đi. Người chết vì đại, cố sáu cười lạnh một tiếng, tả ra đây là cũng muốn hướng về phượng vũ sao tả phu nhân thiếu chút nữa bị sặc từ. Cái gì kêu nàng hướng về Phượng Vũ? Nàng hận không thể Phượng Vũ chết hảo sao? Cố ra bốn vị thiếu niên tuy rằng rõ ràng đều bại bởi quá Phượng Vũ, nhưng bọn hắn cảm thấy, bốn huynh đệ liên thủ, khẳng định này lợi đoạn kim, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Phượng Vũ tính cái gì? Phượng Vũ khóe miệng dơ lên một mặt cười lạnh, muốn ra tay phải không, nàng Phượng Vũ có từng sợ quá ai? Phượng Vũ không biết từ chỗ nào lấy ra một cây mây lửa côn. Muốn đánh cứ đánh, hôm nay Phượng Vũ cũng là nghẹn một bụng khí đâu. Trung quanh người đều nhíu mày âm thầm thế Phượng Vũ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nếu nhớ không lầm nói, Phượng Vũ thực lực là linh tôn cảnh thất tinh đi. Nàng sẽ bị cố gia này mấy cái huynh đệ đánh chết đi. Cố gia này mấy cái thiếu niên, nhưng một cái tái một cái thiên phú cường. Cái gì linh tôn cảnh, Phượng Vũ hiện tại ít nhất cũng là linh hầu cảnh tam tinh kia bọn họ có đánh. Quân võ đế vô ngữ nhìn này đàn vô chi phụ nữ và trẻ em. Cái gì linh hầu cảnh tam tinh? Nhà hắn tiểu vũ chính là linh hầu cảnh thất tinh sao? Thất tinh, đấm này mấy cái linh hầu cảnh sơ dai kia còn có thể so chiêu sao? Vùng lên côn bổng đánh là được. Phanh phanh phanh, phượng vũ liền cùng gõ chuột đất giống nhau gõ cố ra này mấy cái thiếu niên như quân võ đế sở liệu, Phượng Vũ cùng bọn họ căn bản là chưa từng có chiêu, mà là Phượng Vũ luân nổi lửa long côn chính là một đốn mãnh đấm. loảng soàng loảng soàng. Cố sáu đến cố tam, này bốn vị thiếu niên còn không có phản ứng lại đây, liền đều đã ngã trên mặt đất ôm đầu kêu rên không thôi. Ở đây rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Đây là Phượng Vũ sao? Phành một tiếng, Phượng Vũ đem hỏa long côn hướng trên mặt đất một sử, hừ lạnh một tiếng, còn có lại đến sao? chung quanh vây xem quần chúng PS nhìn hạ đại cương. Tả Thanh Loan muốn ra tới ra gần nhất muốn nhanh hơn tiến độ lạp cầu một đợt vé tháng Moa Moa tấu chương xong. mươi chương 2384 Tả phu nhân hận không thể để chân liền đi, nàng nhưng không nghĩ nhìn đến Phượng Vũ như vậy kiêu ngạo. Mặt khác không biết Phượng Vũ lợi hại người. Lúc này xem như tất cả đều ý thức được Phượng Vũ thực lực. Thiên, đây là Phượng Vũ thực lực sao? Nếu nhớ không lầm nói, này bốn vị thiếu niên chung, lấy Cố Tam vì nhất, Cố Tam ít nhất linh hầu cảnh tam tinh thực lực đi. Phượng Vũ cư nhiên lấy sức của một người, cường lực đối chiến cố ra bốn huynh để, Phượng Vũ thực lực ít nhất, ít nhất lại linh hầu cảnh bốn sao đi. Nói không chừng nói, không chừng còn muốn cao một chút. Ý của ngươi là nói, Phượng Vũ là linh hầu cảnh năm sao thực lực. Ta Thiên, nàng mới vài tuổi a. À? quá xong năm mới 14 tuổi đi. Ta thiên, ai nói Phượng Vũ không phải thiên tài, nàng chính là cái kinh thải tuyệt diễm siêu cấp thiên tài A. À? Cùng nàng một so, cố gia này vài vị thiên tài thiếu niên nơi nào còn có thiên tài đáng nói. Ha ha, Phượng Vũ thiên phú lại cao lại như thế nào? Nàng nhân phẩm thấp kém, tính tình kiêu căng, tiền đồ có thể xa đi nơi nào? Trung quanh người nghị luận sôi nổi, quân võ đế thiếu chút nữa trợn trắng mắt, linh hầu cảnh bốn sao những người này là mắt mù sao? Nhà hắn tiểu vũ rõ ràng là linh hầu cảnh thất tinh hào sao? Ai nói linh hầu cảnh bốn sao? Ngay cả quân võ đế chính mình cũng chưa ý thức được đưa người khác khen phượng vũ thiên tài thời điểm. Hắn lại có một loại lão phụ thân có trung vinh dự cảm giác. Ta tới. Một đạo lạnh băng thanh âm tự góc tường rơi xuống, một vị bạch y thiếu niên nhanh nhẹn lập với phượng vũ trước mặt. Thiếu niên cao ngạo thanh lãnh, dung nhan kiệt ngạo, mày nhíu chặt khinh thường nhìn chằm chằm phượng vũ nhị ca cố gia nguyên bản nằm trên mặt đất ai ra kêu đau cố gia các thiếu niên bọn họ nhìn đến người tới sôi nổi kích động ra tiếng nhị ca nàng đánh chúng ta nhị ca nàng bức từ tổ mẫu nhị ca nàng nhục nhã chúng ta giúp chúng ta báo thù ô ô ô cố gia các thiếu niên tất cả đều kính ngưỡng khâm phục ánh mắt nhìn cố nhị trong mắt kỳ vọng không chút nào che giấu đây là cố nhị a trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng cố nhị lại như thế nào người chưa từng nghe qua cố nhị cố nhị nhưng khó lường hắn là đế quốc học viện năm bốn học sinh lúc trước hắn vẫn là năm ba thời điểm chính là trở thành đế quốc học viện năm ba năm người đoàn chi nhất cùng quân võ học viện đối chiến ngạnh sinh sinh tướng quân võ học viện đoàn đội đánh xuyên qua từ đây nhất chiến thành danh năm đó năm ba năm người đoàn tập thể nhảy lớp đến năm bốn đi nghe nói bọn họ quan hệ phi thường hào cũng không phải là sao năm người đoàn chung, lợi hại nhất vị kia chính là năm đó cố nhị thực lực đó là linh hầu cảnh bốn sao mấy năm không thấy hắn hiện tại thực lực linh hầu cảnh lục tinh không biết ai tiết lộ thiên cơ thiên a linh hầu cảnh lục tinh kia phượng vũ làm sao bây giờ trong đám người nghị luận sôi nổi mà quân võ đế lại âm thầm ngáp một cái linh hầu cảnh lục tinh kia lại như thế nào nhà hắn tiểu vũ đã sớm linh hầu cảnh thất tinh hảo sao không thú vị, một chút ý tứ đều không có. Quân võ đế trong lòng rất là đắc ý. Chính là, biết Phượng Vũ là linh hầu cảnh thất tinh thực lực cũng chỉ có như vậy tiểu miêu hai ba chỉ tiệt đại đa số người đều cho rằng Phượng Vũ thực lực xa không bằng cố nhị. Thậm chí cố nhị chính mình cũng là như thế này cho rằng. Cố nhị đôi mắt nguy hiểm nửa híp hắn không có xem Phượng Vũ mà là quay đầu đối quân võ đế cung cung kính kính hành lễ, mở miệng liền nói, bệ hạ có không làm chứng kiến quân võ đế nhìn chằm chằm hắn, cái gì chứng kiến? Tấu chương xong. Chương 2385 Cố nhị cắn răng nói, Phượng Vũ khinh ta huynh để, nhục ta cố phủ ta cố tình ý hiện đối Phượng Vũ phát ra sinh tử quyết đấu, Phượng Vũ nhưng nguyện làm cái này chứng kiến. Xôn xao ở đây mọi người đều nghe nhiệt huyết sôi trào. Sinh tử quyết chiến. Đã có bao nhiêu năm không thấy được loại này làm người nhiệt huyết sôi trào sinh tử quyết đấu. Tả phu nhân dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Cố Tình ý. Phượng Vũ chính là linh hầu cảnh thất tinh, người một cái linh hầu cảnh lục tinh muốn cùng Phượng Vũ đưa ra sinh tử quyết đấu. Người không muốn chết sao? Tả phu nhân hảo tâm nhắc nhở Cố Tình ý, kỳ thật ngươi không cần. Tả phu nhân hảo ý ta Cố Tình ý tâm lĩnh, nếu là Tả phu nhân lại khuyên ngăn đi ta sẽ cảm thấy Tả phu nhân bất công Phượng Vũ cố tình ý lạnh băng băng nói tả phu nhân người này là ngu ngốc sao tính hắn muốn tìm chết liền đi tìm chết đi cố nhị vừa chết phượng vũ cùng cố ra trung gian liền hoành hai điều mạng người này đối tả ra mà nói là tin tức tốt tả phu nhân không nói lời nào tự nhiên liền càng không có những người khác nhắc nhở cố tình ý quân võ đế nhìn xem cố tình ý nhíu mày nói người liền như vậy muốn chết cố tình ý nhíu mày bệ hạ đối vi thần một chút tin tưởng đều không có sao quân võ đế chính là một chút tin tưởng đều không có a à. nhìn đến cố tình ý không vui quân võ đế xua tay nói cũng thế nếu là phượng vũ đáp ứng chậm tự nhiên thành toàn ngươi cố tình ý cặp kia sắc bén đạm mạc ánh mắt rốt cuộc nhìn phía phượng vũ ta cố tình ý hướng ngươi phát ra sinh tử quyết chiến thư ngươi có dám ứng chiến ánh mắt mọi người đều tập trung đến phượng vũ trên người kỳ thật nàng có thể nói không Rốt cục một cái là thành danh đã lâu thiếu niên, một cái là không bị xem trọng thiếu nữ. Nàng có thể cự tuyệt lần này sinh tử quyết chiến. Phượng Vũ kia hai mắt mắt trầm như cô lang, nàng nhìn chằm chằm Cố Tình Ý, lãnh đạm nói, "Hảo hảo tồn tại, không hảo sao?" Cố Tình Ý đôi mắt lạnh như băng, "Nhưng ta không nghĩ ngươi hảo hảo tồn tại." Phượng Vũ buông tay, cho nên liền ở tất cả mọi người cho rằng Phượng Vũ xuống đài không được, căng ra đầu phải đáp ứng thời điểm, Phượng Vũ lại không theo lý xa bài nàng đạm đạm cười ta cự tuyệt cố tình khí phách thế đột nhiên sắc bén kia hai mắt mắt gắt gao chừng mắt phượng vũ vì sao phượng vũ quá lãng phí thời gian cố tình ý phượng vũ người đã có thể ở thời điểm này trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo thanh âm có tích khách có người ám sát bệ hạ quân võ đế nhìn tần ngôn liếc mắt một cái tần ngôn lập tức chiều phát ra âm thanh địa phương nhìn lại nơi đó có một đám người vội vàng mà đến cầm đầu người lại là phong tầm mà hắn phía sau một đám người đúng là hắn hành động đội đội viên. Phong tầm, quân võ đế nhìn chằm chằm đột nhiên lên phong tầm, trong lòng hiện lên một mặt khó hiểu chi sắc. Bệ hạ, có thích khách. Phong tầm bám vào quân võ đế bên tay, nói nhỏ mấy tiếng. Lại có việc này, quân võ đế lập tức đôi mắt sáng ngời, hắn đối tần ngôn nói, người theo gió tầm cùng đi chóc nã thích khách. Tần ngôn nghe vậy gật gật đầu, lập tức đi theo phong tầm rời đi. Quân võ đế nhìn chung quanh người, hắn tầm mắt từ ở đây rất nhiều người trên mặt nhất nhất đảo qua. Bốn phía không khí đột nhiên gian trở nên áp lực khí áp càng ngày càng thấp. Bốn phía độ ấm hạ thấp vài độ. Sao lại thế này? Trong đầu mọi người đều hiện lên một mặt nghi hoặc chi sắc đặc biệt là cố gia người, bọn họ rõ ràng cảm giác được bệ hạ xem bọn họ ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Phẫn nộ, như thế nào đột nhiên bệ hạ liền đối cố gia phẫn nộ rồi? Phong tầm rốt cuộc cùng bệ hạ nói gì đó? Tấu chương xong. Chương 2386 Quân võ đế đôi mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắc thái, hắn liền ngồi tại chỗ toàn thân hàn khí tràn ngập. Không bao lâu, nơi xa liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Cố tam nghe truyền đến tiếng đánh nhau phương hướng, sắc mặt một trận tái nhợt. Cố tình vân, ngươi ở run cái gì? Quân võ đế nhìn chầm chầm cố tam, trong mắt gợn sóng bất kinh, ngữ khí càng là không nóng không lạnh. Chính là quân võ đế càng là không chút để ý. Cố tam liền càng là trong lòng run rẩy. Vì thần vi thần không, không run. Cố tam hít sâu một hơi cưỡng chế mệnh lệnh chính mình chấn định xuống dưới. Chứa chấp địch quốc gian tế, tự nhiên một chút đều không sợ hãi, chậm cũng là chịu phục. Quân võ đế không chút để ý nói một câu. Cái, cái gì? nếu cố lão thái thái còn chưa có chết nói, lúc này tuyệt đối có thể từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Chứa chấp địch quốc gian tế, cái này tội danh quá lớn, đây chính là thông đồng với địch bán nước tội lớn A, mãn môn sao chảm cái loại này. Cố tam trong lòng mau nhảy ra cổ họng, hắn cưỡng chế mệnh lệnh chính mình chấn định xuống dưới, quỳ dập xuống quân võ đế trước mặt cường tự giải thích bệ hạ. Vì thần tuyệt đối không có chứa chấp đông tang quốc gian tế, bệ hạ, nếu có cũng là người khác vu oan hãm hại A. Cố Tinh Vân, cố già những người khác đều dùng một loại quỷ dị ánh mắt chừng mắt Cố Tinh Vân, mà giờ phút này Cố Tinh Vân lại còn mờ mịt vô chi. Người như thế nào biết chẫm chỉ chính là Đông Tang quốc gian tế? Vạn nhất chẫm nói chính là mặt khác quốc gia đâu? Quân Võ đế cười như không cười trong mắt mang theo sắc bén đạm mạc. Ta Cố Tinh Vân thiếu chút nữa bị hỏi ra bất quá hắn phản ứng xác thật thực mau, lập tức liền nói. khoảng thời gian trước bệ hạ phái người mãn thành tìm tòi Đông Tang quốc gian tế, vi thần trong đầu có ấn tượng, cho nên đương bệ hạ nói gian tế khi vi thần trong đầu tự động mang nhập Đông Tang quốc gian tế, cho nên như vậy giải thích thật cũng không phải không được. chẳng qua cho nên ngươi là biết chậm ở lùng bắt Đông Tang quốc gian tế, cố tam bị dọa đến nói chuyện có âm dung, vi thần vi thần biết quân võ đế đột nhiên một phách cái bàn đã biết ngươi lại còn chứa chấp biết rõ cố phạm tội không thể thứ cố tam bị dọa đến sắc mặt tái nhợt bệ hạ vì thần thật sự không có đúng lúc này phong tầm cùng tần ngôn chính bước nhanh đi tới tần ngôn trong tay còn sách theo một người phanh tần ngôn đem người hướng buộc chặt rắn chắc người hướng quân võ đế trước mặt một ném nói người này ý đồ phản kháng bị chúng ta bắt được sau lại ý đồ tự vẩn quân võ đế nhìn chầm chầm trên mặt đất vì người kia đó là một người nữ nhân nữ nhân tuổi ước xong thập niên hoa một đôi mắt tuyệt không thể tả đuôi mắt giống như hồ ly gợi lên có một loại thẳng thấu nhân tâm mị thái đông tang quốc gian tế quân võ đế nhíu mày hỏi ha 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 bệ hạ nói dỡn đâu thiếp thân thanh thanh bạch bạch quân võ đế quốc người khi nào biến thành đông tang người trong nước còn đông tang quốc gian tế việc này từ đâu nói đến Nữ tử ha 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 cười ra tiếng. Cố canh ba là kích động nói, "Bệ hạ, nữ tử này là Xuân Phương lâu Vũ cơ, nhẹ dạng cô nương cũng không phải là cái gì Đông Tang quốc gian tế a. Càng là có những người khác đứng ra mới vừa Cố Tam làm chứng." "Không sai, vị này đúng là Xuân Phương lâu Vũ cơ, nhẹ dạng cô nương ta phía trước liền gặp qua. Nhẹ dạng cô nương từ nhỏ liền ở Xuân Phương lâu nội lớn lên, nhưng làm không được giả. Như thế nào liền thành Đông Tang quốc gian tế đâu?" Trong đám người rất nhiều người đều thế nhẹ dạng cô nương biện giải bởi vì bọn họ không ít người đều đi qua Xuân Phương lâu. Nếu cuối cùng chứng minh nhẹ dạng cô nương là đông tang quốc gian tế. Một khi cha đi xuống, mọi người đều thoát không được can hệ. Quần võ đế liếc phong tầm liếc mắt một cái. PS, tiểu tả cô nương ngày mai hẳn là có thể ra tới lạp anh 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 cầu vé tháng ngao ô tấu chương xong. chương 2387. Quân võ đế dùng khó hiểu ánh mắt nhìn phong tầm. Danh sách người trên quân võ đế cũng là xem qua kia mặt trên cũng không có nhẹ dạng cô nương tên. Phong tầm không khỏi nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái. Phượng Vũ gật gật đầu. Có Phượng Vũ bảo đảm, phong tầm tức khắc tự tin mười phần. Tiểu Vũ nói là kia khẳng định là được. Nhẹ dạng cô nương lại dùng một loại không nhanh không chậm ngữ khí cười nhìn phong tầm liếc mắt một cái tiểu hầu ra ta bất quá là tam công tử mời đến hầu phủ cấp lão phu nhân mừng thọ trợ hứng vũ cơ. Không biết sao thế nhưng thành địch quốc gian tế, tiểu vương gia không có chứng cứ không duyên cớ vu hãm tiểu nữ tử không quan trọng nhưng ngày nào đó tiểu vương gia nếu là xem ai không vừa mắt. Liền nói hắn là gian tế kia đã có thể không thật là khéo nga. Phong tầm nhíu nhíu mày, bệ hạ, cố gia liên can người cũng không phải là ăn không ngồi rồi, một đám đều phản ứng lại đây đặc biệt là cố hầu gia. Sát hầu phu nhân chưa tội tội danh, cố gia còn có thể đem hết toàn lực khiêng một khiêng, nhưng này đông tang quốc gian tế sự, cố gia bả vay quá tế, nhưng khiêng không được. Cho nên hắn liền nói ngay, bệ hạ tiểu vương gia định là xem phượng vũ cô nương bị ủy khuất, lung tung phản cắn. Quân võ đế nhìn phượng vũ liếc mắt một cái. Nếu là không thể chứng minh nhẹ dạng cô nương đã có thể ở thời điểm này, một đạo hắc ảnh chiều nhẹ dạng cô nương phía sau lưng đánh tới hắc ảnh tới quá nhiều thẳng lấy nàng yết hầu sinh tử hết sức nhẹ dạng cô nương thân hình nghiêng nghiêng nhưng nàng nháy mắt phản ứng lại đây không tốt nàng chỉ là xuân phương lâu hoa khôi từ đâu ra tu vi huống chi nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách dùng công pháp chính là nhẹ dạng cô nương nháy mắt đứng yên nàng hy vọng vừa rồi kia rất nhỏ vượt động chưa từng có người phát hiện nhưng nàng không nghĩ tới là phượng vũ giấu ở ống tay áo chung cái tay kia trường lòng bàn tay xuất hiện một mặt nho nhỏ ma đằng ma đằng chỉ có đậu giá như vậy luôn thậm chí chỉ có hai mảnh lá cây nhưng nguyên nhân chính là vì này hai mảnh lá cây phượng vũ liền xác định trước mắt nhẹ dạng cô nương chính là đông tang người trong nước phượng vũ ở trong lòng âm thầm tưởng ma hồn đằng thật đúng là thứ tốt à ai có thể nghĩ đến lúc trước mộ táng đàn chính mình có thể nhờ họa được phúc được đến như vậy bảo bối đâu phượng vũ đi đến nhẹ dạng cô nương chợt cười người muốn chứng cứ nhẹ dạng cô nương cười lạnh, không có chứng cứ liền lung tung vu hãm ta là đông tăng quốc gian tế. Ta không phục, vậy ngươi liền không phục đi. Phượng Vũ nhìn nàng, nhẹ dạng cô nương mờ mịt khó hiểu nhìn Phượng Vũ, nàng có ý tứ gì? Chính là ở nàng còn không có phản ứng lại đây khi Phượng Vũ giơ tay, thải Phượng điều kia sắc bén lợi chào chiều nhẹ dạng cô nương chộp tới. Nhẹ dạng cô nương cười lạnh còn tưởng lừa nàng. Lúc này đây, nhẹ dạng cô nương hạ quyết tâm, nàng liền bất động. Phượng Vũ cô nương chẳng lẽ còn có thể ở trước mắt bao người giết nàng không thành. Chỉ cần chính mình bất động, nàng liền không có chứng cứ. Người chung quanh cũng đều dùng một loại nghi ngờ ánh mắt nhìn Phượng Vũ. Nàng muốn như thế nào chứng minh nhẹ dạng cô nương chính là đông tang quốc gian tế. Nếu chứng minh không được cố gia nhân tâm trung đều hạ quyết tâm, một khi chứng minh không được. Bọn họ liền gắt gao cắn Phượng Vũ, đem nàng cắn vĩnh vô xoay người nơi. Cố hầu ra cặp kia u lãnh ánh mắt nhìn chầm chầm phượng vũ, trong mắt nhảy lên thù hận quang mang. Mặc kệ như thế nào, hôm nay sự tình sau khi kết thúc, phượng vũ sẽ là hắn cả đời lớn nhất chi địch. Không tiếc hết thầy đại giới, hủy diệt phượng vũ bên người thân nhân bạn thân. Chính là, chính là làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây chính là làm nhẹ dạng cô nương cũng không có phản ứng lại đây chính là. Phượng Vũ đưa ra trùy thủ, liền như vậy thẳng tắp thứ hướng nhẹ dạng cô nương, mà nhẹ dạng cô nương chắc chắn không có tránh né phụt tố chương xong. Chương 2388 Trùy thủ nhập thịt thanh âm truyền đến, sắc bén lạnh băng trùy thủ tận gốc hoàn toàn đi vào. Mọi người nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều ngơ ngẩn. Cái, cái gì bọn họ nhìn thấy gì? nhất khiếp sợ đương thuộc nhẹ dạng cô nương. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, vị này phượng tộc ngũ tiểu thư, nàng thế nhưng làm trò bệ hạ mặt thân thủ giết người. Người nhẹ dạng cô nương khó có thể tin nhìn phượng vũ, lại cúi đầu nhìn chính mình ngực nơi đó vạt áo, sớm bị máu tê tầm ướt như mực vựng nhiễm mở ra. Phượng vũ, người dám, cố tam trong mắt đều mau đột ra tới hắn đối nhẹ dạng cô nương vừa gặp đã thương thật vất vả đem nàng mời đến vì tổ mẫu trợ hứng lại không nghĩ rằng thế nhưng hại chết nàng ta muốn giết ngươi ta muốn giết ngươi cố tam hai mắt đỏ đậm còn lại vây xem người cũng đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn phượng vũ tà phu nhân càng là kinh hô ra tiếng phượng vũ ngươi như thế nào giết nàng lung tung giết người ngươi cũng biết tội Phượng Vũ mắt điếc tai ngơ, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chầm chầm trước mắt vị này dung nhan yêu diễm thiếu nữ, khóe miệng dơ lên một mặt hơi hơi độ cung, biết ta vì cái gì giết ngươi sao? Nhẹ dạng cô nương cắn răng, không nói một lời. Bởi vì chỉ có giết ngươi, mới có thể biết ngươi đồng lõa là ai? Phượng Vũ cười tùm tìm nhìn nàng. Cái, có ý tứ gì? Vậy xem quần chúng cũng đều không hiểu. Nhưng là nhẹ dạng cô nương hiểu cho nên nàng gắt gao nhìn chằm chằm phượng vũ, sắc mặt xanh mét cắn chặt hàm răng. Cố tam còn tưởng kêu to quân võ đế một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi. Tần ngôn sớm đã tiến lên một bước một chân đem cố tam đá vững. Người khác nhìn cũng không dám nói nữa ngữ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh tĩnh liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Phượng Vũ cười tùm tỉm nhìn nhẹ dạng cô nương, ánh mắt của ngươi hiện tại hướng phía đông nam hướng xem. Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi hướng khác phương hướng xem, ngươi đồng lõa là có thể bị ngươi phủi sạch. Trên thực tế, ở giết ngươi kia một khắc, ta cũng đã quan sát đến người kia nắm chặt nắm tay lui về phía sau một bước, nhưng vì không bị phát hiện, hắn lại tiến lên một bước đâu. Lui về phía sau một bước, tất cả mọi người nhìn chầm chầm Phượng Vũ xem. Đại gia tưởng tượng, đúng vậy, nhìn đến nhẹ dạng cô nương bị giết, mọi người đều khiếp sợ đãi tại chỗ, lúc này, chỉ có có tật giật mình người mới có thể lui về phía sau một bước lại lo lắng bị phát hiện đi tới một bước. Hơn nữa, chỉ có vẫn nộ hoảng sợ người mới có thể nắm chặt nắm tay. Phượng Vũ cô nương lấy này tới suy đoán ra người kia cũng không phải bắn tên không đích phải nói, nàng phi thường thông minh. Từ từ, nếu cái này suy đoán thành lập kia chẳng phải là nói, nhẹ dạng cô nương thật là Đông Tang quốc gian tế. Ở đây rất nhiều người đều trắng mặt nhẹ dạng cô nương cắn chặt răng gắt gao chừng mắt phượng vũ chợt nàng cười phượng vũ cô nương là ở trá ta sao đáng tiếc ta thật không phải đông tăng quốc là hắn đi phượng vũ ngón tay chỉ hướng một cái cặp kia ngăm đen thâm thúy mắt lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nhẹ dạng cô nương nhìn đến bị chỉ ra người kia nhẹ dạng cô nương đồng từ kịch liệt co chặt cắn chặt hàm răng khóe môi đều đang run rẩy bởi vì ngươi phản ứng ta mới tìm ra ngươi đồng bọn đâu, cho nên đa tạ nhẹ dạng cô nương. Phượng Vũ cười nhìn nàng, giả vờ đắc ý, mọi người xem bị chỉ ra người kia tất cả đều chấn kinh rồi. Như thế nào sẽ là hắn? Đã có thể tại đây mấu chốt nhất thời khác. Cẩn thận, tiểu Vũ, bị trùy thủ đâm vào ngực nhẹ dạng cô nương, chợt ra tay. Nàng thế nhưng gắt gao ôm lấy Phượng Vũ thân thể, thân thể máu độ cao ngưng tụ, năng lượng bạo chướng. Là đông tang quốc nổ tan xác tự sát đại gia mau lui lại, tấu chương xong. Chương 2389 Đồng Tăng Quốc có một loại truyền thống, gọi là nổ tan xác tự sát, bất luận nam nữ già trẻ, nếu là chiến bại, đều ái này nhất chiêu. Đồng tang người trong nước thể chất khác hẳn với thường nhân. Nổ tan xác tự sát thời điểm, thực lực sẽ tấn chức một cái tiểu cảnh giới. Đánh cái cách khác linh vương cảnh sơ dai nổ mạnh thời điểm, sẽ bộc phát ra linh vương cảnh trung dai thực lực. Cho nên đương nhẹ dạng cô nương nổ tan xác tự sát vừa ra. Mọi người sắc mặt đều trắng. Nhẹ dạng cô nương che giấu thực lực giống như núi lửa bùng nổ, dung nha mãnh liệt cuồng bảo. Lực lượng như vậy một khi bùng nổ, cả tòa cố phủ đều sẽ hóa thành bột mịn mà bọn họ huyết nhục chi thân như thế nào thừa nhận chủ. Ở đây mọi người tất cả đều trắng sắc mặt, theo bản năng sôi nổi sau này thối lui. Chạy bất quá chết chắc rồi. Ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ hoa khôi, đương nàng nổ tan xác thời điểm, lại có như thế lực đánh vào. Này không phải đông tang quốc gian tế, lại là ai? Đáng thương nhất không phải bọn họ, mà là phượng vũ cô nương. Bởi vì liền ở nhẹ dạng cô nương nhân thể nổ mạnh nháy mắt, nàng gắt gao ôm lấy khoảng cách nàng gần nhất phượng vũ. Tiểu vũ, phong tầm sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Chết chắc rồi, chết chắc rồi này sóng nổ mạnh mở ra tiểu vũ sợ là liền xương cốt cũng chưa thừa. Phòng tầm theo bản năng quay đầu đi xem quân lâm uyên. Quân lão đại đâu, nguyên bản hắn không phải ngồi ở ghế trên sao. Hiện tại người đâu, ông tiếng nổ mạnh khởi. Thiên, quân điện hạ, quân điện hạ ở trên trời. Nguyên bản một đám ôm đầu quỳ dạp trên mặt đất ý đồ căng quá này một đợt nổ mạnh mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại lại thấy thuấn di đến giữa không trung quân điện hạ, lấy mắt thường khó có thể quan khán đến tốc độ từ nhẹ dạng cô nương trong tay đem phượng vũ túm tiến chính mình trong lòng ngực. Sau đó, sau đó bọn họ tôn quý ung um dung quân điện hạ, nâng lên một chân, đá hướng nhẹ dạng cô nương. ầm 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 nhẹ dạng cô nương ở giữa không trung nổ mạnh, thân thể của nàng giống như một đoàn thiêu đốt hỏa đoàn, ở giữa không trung xẹt qua một đạo độ cung. Cuối cùng rơi xuống tiến cố phủ hậu hoa viên trong hồ. ầm vang. Hồ nước bắn khởi mấy chục mét cao. Hồ nước rơi xuống hết sức kia tòa đại ra phía trước đãi quá lâm hồ thủy tả nháy mắt bị trục thành bột mịn. Vô danh hồ phạm vi vài dặm trong vòng sở hữu hoa cỏ cây cối đình đài lâu các. Toàn bộ hóa thành bột mịn. Thật là khủng khiếp nổ mạnh năng lượng. Ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau lòng còn sợ hãi, lẫn nhau không tiếng động. Vừa vạn thức tỉnh lại đây cố tam nhìn xem lặng ngắt như tờ mọi người, nhìn nhìn lại trước mắt thiếu hắn nhất coi trọng người nhỏ lập tức hướng rơi xuống đất phượng vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhẹ dạng cô nương đâu? Người đem nhẹ dạng cô nương tàng đi đâu vậy? Người đem nhẹ dạng cô nương giao ra đây? Tất cả mọi người dùng một loại xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn cố tam, lại đồng thời quay đầu lại, nhìn kia một mảnh hỗn độn vô danh hồ. Bệ hạ, phượng vũ cậy sủng mà kêu, ỉ mạnh hiếp yếu, người như vậy, chẳng lẽ không nên bắt lại chém đầu sao? cầu bệ hạ nắm rõ a à. cố tam gào tê tâm liệt phế chính là hắn đột nhiên ý thức được không đúng bốn phía hào tĩnh mọi người xem hắn ánh mắt hào quái cố tam không biết phát sinh chuyện gì nội tâm đột nhiên hào hoảng đại gia ánh mắt nhìn xem cố tam lại nhìn xem phượng vũ quân lâm nguyên ôm phượng vũ nhanh nhẹn rơi xuống đất nhưng giờ phút này tiệt thế thiếu niên khuôn mặt căng chặt thâm mắt hàn băng mặt vô biểu tình cường đại khí chàng bao phủ mà xuống chung quanh độ ấm sậu hàng Phượng Vũ trột giả, liếm liếm đầu lưỡi. Nàng không thể ý thức được quân Lâm Uyên sinh khí thực tức giận thực tức giận cái loại này. Phượng Vũ kéo kéo quân Lâm Uyên ống tay áo, rất nhỏ thanh rất nhỏ vừa nói, tấu chương xong. Chương 2.390 Quân Điện Hạ Bạo Nổ Phượng Vũ, bởi vì biết ngươi sẽ cứu ta, cho nên ta mới lấy thân thiệp hiểm nha. Phượng Vũ ngẩng đầu quan sát đến trước mắt thiếu niên sắc mặt. Không thể không nói, sự mặt quân điện hạ. Kiều càng như đế phương, càng có một loại trí mạng lực hấp dẫn. Phi! Hút không hấp dẫn người quan nàng chuyện gì. Nàng chỉ cầu quân Lâm Uyên không lo chúng sinh khí răn dậy nàng thì tốt rồi, bởi vì như vậy thật sự hảo mặt mũi A à nhưng cố tình. Giờ phút này quân điện hạ lại buông xuống hạ đầu, cặp kia trầm liễm tự ương thâm mắt hung tợn trừng mắt nàng. Quân điện hạ sinh khí quân điện hạ sinh khí. Ở đây rất nhiều người đều dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn trước mắt một màn này. Tức giận quân điện hạ chính là thực tức giận, nhớ rõ có một lần quân điện hạ bạo nộ dưới kiến ở bên trong thành thái tử phủ đệ, nháy mắt bị di vi bình. Đó là như thế nào đáng sợ bạo phát lực A Phượng Vũ phải bị bóp chết đi. Rất nhiều người đều trừng lớn đôi mắt chờ mong nhìn sắp phát sinh một màn. Tả phu nhân độc cô phu nhân cố ra người càng là kích động mau thét chói tai ra tiếng quân võ đế ho nhẹ hai tiếng đang muốn ngăn cản quân lâm uyên đối phượng vũ ra tay nhưng là nghĩ đến chính mình ho nhẹ hai tiếng quân lâm uyên không thèm để ý tới nếu chính mình ra tiếng quân lâm uyên đồng dạng không để ý tới kia chính mình chẳng phải là thật mất mặt vì thế quân võ đế do dự không có làm vây xem quần chúng thất vọng thiếu niên tuấn mỹ dung nhan chầm ngưng như hổ lang như hổ dình mồi chừng mắt phượng vũ hận không thể đem trước mắt xinh xắn đứng thiếu nữ một cái tát chụp phi giờ phút này thế nhưng không ai để ý vị kia phía trước bị phượng vũ chỉ ra tới đông tang quốc vị thứ hai gian tế mọi người lực chú ý đều đặt ở quân lâm uyên cùng phượng vũ trên người mỗi lần quân lâm uyên bạo nộ thời điểm phượng vũ nội tâm là thật sự có điểm hơi sợ mỗi lần nàng nhận sai đều nhận tặc mau lần này cũng không ngoại lệ nhìn đến quân lâm uyên kia đen kịt mặt phượng vũ biết nếu không chạy nhanh nhận sai hậu quả không dám tưởng tượng cho nên phượng vũ vươn tay nhỏ ý đồ kéo quân lâm uyên tay chính là tay nàng vừa mới đụng chạm đến quân lâm uyên cặp kia trắng nõn ngón tay phanh. Phượng vũ tay bị đẩy ra, vây xem quần chúng sắc mặt đều vì này vừa động. Huy hảo, đại gia hạ giọng khe khẽ nói nhỏ, phía trước không phải có nghe đồn quân điện hạ thích phượng tiểu vũ sao? Còn sủng ái không được sao? Lời đồn, kia đều là lời đồn. Nếu quân điện hạ thật sự thích phượng vũ, hắn sẽ đẩy ra phượng vũ tay sao? Vừa rồi lạch cạch kia một tiếng, Phượng Vũ tay nhất định bị chụp xương lên. Chính là, quân điện hạ nơi nào thích Phượng Vũ? Vừa thấy chính là không thích. Nghe nói điện hạ tức giận thời điểm ái giết người, các ngươi nói, hắn có thể hay không trước mặt mọi người bóp chết Phượng Vũ a à, oa, nếu là cái dạng này lời nói vậy thật là đáng sợ. Lần này Cố lão thái thái ngày sinh tới đế đô không ít có uy tín danh dự nhân gia, những người này trong nhà, đại bộ phận đều là có khuê nữ, có khuê nữ tự nhiên đều tưởng bác một bác kia Phượng Vũ không phải thành cùng chung kẻ địch vị nào sao? Sở hữu tiệt đại đa số người đều muốn nhìn Phượng Vũ xui xẻo. Cố ra người càng là. Phượng Vũ bị quân lâm uyên trước mặt mọi người đẩy ra, nàng nội tâm thở dài, vốn dĩ có thể xoay người chạy lấy người, nhưng xác thật nàng đoán chắc quân lâm uyên sẽ cứu nàng. Cho nên mới lấy thân tiệp hiểm. Quân lâm uyên cứu nàng một mạng, nàng không thể không nói giang hồ đạo nghĩa. Huống chi, vừa rồi Quân Lâm Uyên đẩy ra tay trong nháy mắt, rõ ràng đôi mắt cứng lại, vừa thấy chính là hối hận. Nghĩ vậy, Phượng Vũ lại đáng thương hề hề lôi kéo Quân Lâm Uyên ống tay áo. Bẹp một trương miệng, nhu nhược đáng thương nhìn Quân Lâm Uyên, ánh mắt kia hảo sinh vô tội. PS oh oh oh, cầu vé tháng cầu vé tháng tấu chương xong. Chương 2391 chung quanh người đều dùng một loại vô ngữ ánh mắt nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ cô nương nàng như thế nào nàng như thế nào, nàng như thế nào còn nàng như thế nào còn dám lôi kéo quân điện hạ cánh tay. Chẳng lẽ nàng không lo lắng lại bị quân điện hạ mở ra tay sao? Hảo mất mặt A à, mọi người đều thấy Phượng Vũ cảm thấy xấu hổ trước mắt bao người, này đến nhiều mất mặt A à, quân điện hạ chừng mắt Phượng Vũ áp lực thấp rất thấp. Phượng Vũ buông xuống đầu, lôi kéo hắn to rộng ống tay áo, lúc ẩn lúc hiện từ quân điện hạ góc độ nhìn lại, cũng chỉ nhìn đến kia viên gục xuống xuống dưới đầu. Quân điện hạ mặt nếu xương lạnh, lẫm thanh gầm nhẹ, chán sống nói thẳng, cũng tỉnh người khác cứu. Phượng Vũ buông xuống đầu, bẹp môi dưới, thật đáng thương. Bắt đầu rồi bắt đầu rồi. Quân điện hạ muốn đánh chết Phượng Vũ. Vậy xem quần chúng xưa nay chưa từng có hưng phấn, tràn ngập chờ mong cảm. Phượng Vũ nâng đầu, cặp kia đại mà thanh triệt đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn quân điện hạ liếc mắt một cái, lại buông xuống đi xuống, hảo không cho người thương tiếc. Quân điện hạ đầy ngập lửa giận, bị nàng này liếc mắt một cái, xem tả hơn phân nửa. Quân điện hạ trừng mắt trước váy đỏ tiểu thiếu nữ, người sai rồi không có. Phượng Vũ đầu gục xuống xuống dưới, giống chỉ bị vứt bỏ chó con, ngô quân điện hạ, không nghe thấy váy đỏ tiểu thiếu nữ ngẩng đầu miêu ô thiếu niên liếc mắt một cái ta ta sai rồi thiếu niên nghiêm túc mặt sai chỗ nào rồi váy đỏ tiểu thiếu nữ đáng thương trạng không nên lấy thân thiệp hiểm ô ô ô thiếu niên khí phách hừ lạnh về sau còn dám không dám váy đỏ tiểu thiếu nữ ngẩng đầu quan sát thiếu niên sắc mặt thấy thiếu niên đầy mặt hàn khí vội buông xuống đầu cắn môi đỏ làm đáng thương trạng không không dám Nàng một bên đá dưới lòng bàn chân hòn đá nhỏ, một bên nhỏ giọng lầm bẩm vốn dĩ chính là bởi vì có người ở ta mới dám sao. Thiếu niên đầy ngập lửa giận bởi vì thiếu nữ những lời này. Lại tả hơn phân nửa. Thiếu nữ ngẩng đầu, hướng tới hắn nhèn miệng cười, tươi cười như thanh triệt dòng suối, sạch sẽ trong sáng, lại mang theo một tia trột dạ lấy lòng. Thiếu niên kia người sống chớ gần nghiêm nghị hàn khí, như bị nắng sớm chiếu quá, xua tan hơn phân nửa hắn nhìn phượng vũ ánh mắt sùng nịch chung mang theo một tia bất đắc dĩ mà giờ phút này vây xem quần chúng tất cả đều xem trợn tròn mắt cái gì nói tốt cấp phượng vũ sắc mặt xem đâu nói tốt đẩy ra phượng vũ đâu nói tốt làm phượng vũ mất mặt đâu nói tốt đánh phượng vũ đâu nói tốt đại gia chờ mong chung tên vừa kịch tất cả đều không có trình diễn ngược lại có một loại bị tắc đầy miệng cầu lương ảo giác đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cũng chưa phản ứng lại đây cố gia từ cố sáu đến cố nhị tất cả đều ngơ ngẩn. Ở đây người nhiều như vậy, đào ra, long ra, tả ra, độc cô ra như vậy nhiều như vậy nhiều người, đại gia liền cùng bị xét đánh giống nhau, đầu vựng vựng hồ hồ. Độc cô phu nhân bắt lấy tả phu nhân, hạ giọng mau làm nhà ngươi thanh loan trở về a à? Lại không trở lại, đã có thể toàn xong rồi. Bằng lương tâm nói, tả phu nhân nội tâm có điểm hoàng quân điện hạ xem phượng vũ ánh mắt đối phượng vũ thái độ làm nàng trong lòng co chặt chân tay luống cuống nhưng không thể ở độc cô phu nhân trước mặt biểu hiện ra ngoài quan nhà ta thanh loan chuyện gì tả phu nhân ra vẻ chấn định độc cô phu nhân thật sâu nhìn tả phu nhân liếc mắt một cái nàng cũng không tin tả phu nhân là người mù vừa rồi quân điện hạ đối phượng vũ đặc thù nàng nhìn không thấy Độc cô phu nhân chỉ nói một câu, nếu Thanh Loan lại không trở lại, quân điện hạ tâm sợ là phải bị kia tiểu nha đầu đoạt đi rồi, khi đó người cũng đừng hối hận. Tấu chương xong. Chương 2392 Tả phu nhân cười lạnh, nhà ta Thanh Loan là người nào, kia nha đầu lại là cái thứ gì, nàng cũng xứng cùng nhà ta Thanh Loan đánh đồng. Độc cô phu nhân tại nội tâm lắc đầu độc cô phu nhân đều xem minh bạch người, ở đây những người này cũng đều là nhân tinh, như thế nào sẽ xem không rõ. Này rõ ràng là tình đậu sơ khai thiếu niên đối chính mình âu yếm cô nương phương thức A, cố hầu ra giờ phút này nội tâm, là sóng to gió lớn. Hắn gắt gao chừng mắt tam phu nhân, hận không thể đi lên đem nàng ấp xé. Nếu nàng sớm một chút nói cho chính mình phượng vũ cùng quân điện hạ quan hệ, hắn gì đến nỗi gì đến nỗi phạm phải này ngập trời tội lớn nhị hoàng tử đã mau bị dọa khóc hắn, hắn nguyên bản thật sự cho rằng Phượng Vũ chỉ là quân lâm Uyên một cái ấm giường nha đầu, nhưng hiện tại xem ra, gặp quỷ ấm giường nha đầu. Này rõ ràng là quân lâm uyên nhất yêu nhất cô nương A ta đi. Muốn chết muốn chết. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn là tại nội tâm lừa mình dối người, không phải không phải nhất định là bọn họ mắt bị mù, hiểu sai ý, quân điện hạ nhất định không phải cái kia ý tứ khụ khụ. Một mảnh yên tĩnh chung quân võ đế ho nhẹ hai tiếng, tiểu vũ nha đầu, này gian tế còn tìm không tìm. Phượng vũ cũng không biết vừa rồi quân lâm uyên cùng nàng hỗ động ở người khác trong mắt khiến cho như thế nào sóng to. Gió lớn, nàng dù sao là thói quen cùng quân lâm uyên như vậy ở chung phương thức. Phượng Vũ ngẩng đầu, thấy đại gia ánh mắt mang theo khắc thường, Phượng Vũ khó hiểu, lúc này nghe thấy quân võ đế nói, Phượng Vũ tức khắc phục hồi tinh thần lại. Đối Nga hạt giống sống lại kế hoạch danh sách nàng nhiệm vụ 10 còn không có hoàn thành đâu. Phượng Vũ nhìn lướt qua nhiệm vụ 10, nguyên bản còn dư lại ba cái đại người sống, hiện tại cũng chỉ dư lại hai người, có thể thấy được nhẹ dạng cô nương là thật sự đông tang quốc gian tế. Còn có một cái chính là Phượng Vũ quay đầu, nhìn vị kia cố gia lão quản gia. Mà giờ phút này, cố gia lão quản gia, chính lại lần nữa bị tần ngôn đạp lên dưới lòng bàn chân. Thấy Phượng Vũ vọng lại đây, Tần Ngôn lạnh giọng giải thích tiếng nổ mạnh lên khi hắn muốn chạy. Tần Ngôn tu vi cao thâm khó đoán, chưa từng bại tích. Hắn luôn luôn trầm mặc ít lời, lạnh như băng xương, trừ bỏ quân võ đế, hắn cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, hiện tại có thể cùng Phượng Vũ nói một lời, đã là khó được. Mà giờ phút này, Tần Ngôn một chân đạp lên cố lão quản gia phía sau lưng. Phượng Vũ đi qua đi, ngồi xổm lão quản gia trước mặt, hướng về phía hắn cười này không nghe lời nha đầu. Quân điện hạ đem Phượng Vũ sau này túm hai bước. Phượng Vũ, nàng hờn rỗi một tiếng. Đừng lo lắng, có ngươi ở sao? Quân điện hạ hướng lên trời mắt trợn trắng, hắn lo lắng hảo sao? Phượng Vũ lực chú ý lại lần nữa dừng ở cố lão quản gia trên người, hì hì cười, ngươi nói ngươi, chạy cái gì chạy nha? Này một chạy, không phải bại lộ chính mình sao? Cố hầu ra mặt như xương lạnh, đối quân võ đế nói, bệ hạ cố quản gia là hầu phủ người hầu, tiệt không sẽ là đông tăng quốc gian tế, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Phượng Vũ quay đầu lại, nhìn cố hầu ra lướt mắt một cái, cố hầu ra, ngài như vậy ồn ào, sẽ ảnh hưởng ta phá án ai. Quân võ đế một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi. Hắn phía sau hộ vệ ra, đường trường liền đem cố hầu ra ấn xuống, hai người bắt lấy cánh tay hắn, một đá hắn đầu gối cố hầu gia thình thịch một tiếng quỷ xuống, có khắc người hướng trong miệng hắn tắc ma hạch. Nguyên bản còn uy phong lẫm lẫm cố hầu ra, giờ phút này liền một câu thanh đều phát không ra, liền một ngón tay đều không động đẩy. Lão nô không biết Phượng Vũ cô nương đang nói cái gì. Cố lão quản gia thề thốt phủ nhận. Phượng Vũ cười, nàng lòng bàn tay ma đang phản ứng như vậy kịch liệt còn dám nói hắn không phải đông tăng quốc gian tế. Tấu chương xong. chương 2393. Phượng Vũ cười, ngươi biết vừa rồi nhẹ dạng cô nương là như thế nào bị ta bắt giữ xa lưới sao? Biết người mặt khác tiểu đồng bọn là như thế nào bị người phân rõ ra tới sao? Bởi vì ta Phượng Vũ để sát vào lão quản gia, khinh phiêu phiêu phun ra một câu. Lão quản gia đôi mắt nháy mắt co chặt, kỳ hai mắt mắt gắt gao chừng mắt Phượng Vũ. Vừa rồi Phượng Vũ nói, nàng sẽ linh hồn tìm tòi. Chỉ cần nàng tới gần một người liền sẽ tự động biết đối phương ý tưởng. Không, ngươi sẽ không. Cố lão quản gia tinh thần lực bảo trướng, gắt gao phòng ngự phượng vũ. Ngươi là ở nói cho chính mình, không cần suy nghĩ cuối cùng một cái tiểu đồng bọn giấu ở nơi nào sao. Phượng Vũ cười hì hì nhìn hắn, bởi vì ngươi lo lắng, một khi ngươi bắt đầu tưởng. Liền sẽ bị ta bắt giữ tới rồi. Cố lão quản gia nhắm mắt lại. Hắn không cần bị Phượng Vũ nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc. Phượng Vũ vung tay lên, nàng ống tay áo chung nhảy ra một con tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ so với phía trước trưởng thành một chút nhưng nhìn vẫn là một con bạch hồ hồ lông xù xù tiểu nhục đoàn kia chán thượng một cái đại đại thổ tự nhìn hào sinh đáng yêu. Phượng Vũ vỗ vỗ tiểu hồ từ đầu, đối nó nói, vị này lão bá bá trên người có một loại mùi máu tươi, ngươi nghe nghe, sau đó đi tìm ra cái kia bị hắn giấu đi người. Cố lão quản ra cười lạnh, mùi máu tươi, hắn giấu đi người kia xác thật bị thương hắn tay áo thượng mùi máu tươi đã sớm bị tẩy đi còn có ai có thể nghe đến chính là làm cố lão quản gia không nghĩ tới chính là có một cái vật nhỏ ở hắn ống tay áo thượng người tới người lui thế nhưng vẫn luôn không đi cố lão quản gia trong lòng không ngọn nguồn hoàng hốt chẳng lẽ hắn mở mắt ra lại thấy một con tiểu nhục đoàn thật ở nghe hắn ống tay áo kia một khối xác thật là đã từng lây dính quá máu tươi địa phương lão quản gia này kinh không phải là nhỏ hắn vì phòng ngự phượng vũ tinh thần lực xâm lấn, toàn thân căng chặt, giờ phút này bị chó con cả kinh, tinh thần thiếu chút nữa ổn không được. Phượng vũ vỗ vỗ tiểu hồ tử, đi thôi. Tiểu hồ tử theo tiếng mà đi, chạy bay nhanh, nháy mắt không thấy bóng dáng. Phượng vũ ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở cố lão quản gia trên mặt. Đường cố lão quản gia nhìn đến tiểu hồ tử chạy xa khi, hắn sắc mặt tuy rằng chưa biến. Đường hốc mắt chung quanh cơ bắp rõ ràng thả lỏng thấy Phượng Vũ chú ý tới hắn, cố lão quản gia trong lòng dùng mình. Phượng Vũ nhìn hắn cười kia cao thâm khó đoán thần bí tê cười, xem ở cố lão quản gia trong mắt chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cố lão quản gia nghĩ đến phía trước nhẹ dạng cô nương bị Phượng Vũ nhận ra tới, chính là bởi vì chính mình thiếu kiên nhẫn mà hiện tại. Vị này Phượng Vũ cô nương lại ở quan sát chính mình mặt bộ biểu tình cố lão quản gia cười lạnh ngươi không phải tưởng thông qua ta mặt bộ biểu tình phán đoán cuối cùng một người ở nơi nào sao vậy làm ngươi phán đoán hảo cố lão quản gia ánh mắt khắp nơi loạn liếc trên dưới tà hữu trước sau này xem một chút kia xem một chút cố ý nhiễu loạn phượng vũ ý nghĩ vậy xem quần chúng không khỏi nhìn phượng vũ liếc mắt một cái cho nên phía trước đều là thủ thuật che mắt phượng tiểu vũ chủ yếu vẫn là thông qua quan sát cố lão quản gia mặt bộ biểu tình đáng tiếc nàng dùng lần đầu tiên, lại dùng lần thứ hai khi liền không dùng được. Nhân ra lại không ngốc như thế nào sẽ ở cùng địa phương té ngã hai lần đâu. Phượng vũ cô nương rốt cuộc vẫn là kiêu ngạo tự mãn. Nói thật quân võ đế cũng là như thế tưởng cho nên hắn muốn biết phượng vũ muốn như thế nào tìm ra người thứ ba. Thở hồn hển thở hồn hển tiểu hồ tử chạy về tới. Nó trong miệng ngậm trở về một cái hộp gỗ hộp gỗ nhỏ nhỏ, ngoại ra dính đầy bùn đất vừa thấy chính là mới từ trong đất bào ra tới. Tấu chương xong. Chương 2394 Có người cười nhạo, này chị tiểu lão hổ thật đúng là ngây ngốc làm nó đi tìm người, kết quả nó trở về cái gì? Này hộp gỗ liền như vậy điểm đại, chẳng lẽ còn có thể trang hạ một người không thành? Liền cho cốt đều trang không dưới đi như thế nào cảm giác Phượng Vũ cô nương có loại hết thời cố lộng huyền hư cảm giác. Đại gia đối Phượng Vũ phổ biến không ôm hy vọng. Một người nào có khả năng một hơi tìm ra cái thứ nhất gian tế, cái thứ hai gian tế lúc sau, còn có năng lực tìm ra cái thứ ba gian tế. Huống chi cố hầu phủ thật như vậy xui xẻo, tổng cộng ba cái gian tế, tất cả tại nhà bọn họ. Nhưng là, đương cố lão quản gia nhìn đến cái kia nho nhỏ hộp gỗ khi, trong mắt đều mau rớt ra tới hắn gắt gao chừng mắt phượng vũ đôi mắt kịch liệt co rút lại trong mắt xích hồng sắc phượng vũ lại cố tình hắn bả vai vừa rồi bởi vì cảnh giác ta tinh thần lực của ngươi hao phí nhiều như vậy hiện tại liên tính tự thể nổ mạnh lại có thể có bao nhiêu uy lực đâu ta khuyên người a à, nghỉ ngơi một chút đi cố lão quản gia hung tợn chừng mắt phượng vũ hận không thể đem nàng ăn luôn cái này nha đầu thúi nàng là cô ý tiểu hồ từ đem hộp gỗ ném ở phượng vũ trước mặt vui vẻ lắc lắc cái đuôi một bộ tranh công tiểu bộ dáng phượng vũ xoa xoa tiểu hồ từ đầu nhà của chúng ta phượng thổ thổ làm xinh đẹp là chỉ đáng yêu phượng tiểu thổ ngao ô phong tiểu thổ ở phượng vũ trong lòng ngực lăn lộn rất là vui vẻ mà giờ phút này phượng vũ đã đem tiểu hộp gỗ mở ra tiểu hộp gỗ nguyên bàn cũng chỉ có bàn tay đại mở ra sau bên trong lẳng lặng nằm một con thù công tinh tế cổ đồng chìa khóa lão quản gia cắn môi dưới không xem. Này chìa khóa, là khai nào đạo môn? Phượng Vũ cười tùm tìm hỏi. Người vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Cố lão quản gia chợt quỳ dị cười, một cổ máu tươi từ hắn khóe miệng tràn ra. Hắn thế nhưng tàng độc, tất cả mọi người nhìn Phượng Vũ. Càng có người bất mãn, này cũng không đáng kể đi. Cố lão quản gia vừa chết cuối cùng một người từ nơi nào tìm. Phượng Vũ không phản ứng chung quanh tiếng oán than dậy đất nàng chỉ nhìn cố lão quản gia chợt cười, ngươi cho rằng ngươi vừa chết ta liền tìm không đến kia đạo môn sao. Ngươi chỉ sợ đã quên. Vừa rồi ngươi ánh mắt loạn liếc thời điểm kỳ thật có một chỗ, ngươi từ đầu đến cuối đều ở làng tránh. Cố lão quản gia còn không có nút xuống cuối cùng một hơi, cho nên hắn nghe thấy Phượng Vũ những lời này. Nguyên nhân chính là vì nghe thấy, cho nên hắn thần sắc vạn phần khó coi vừa rồi ngươi vẫn luôn lảng tránh xem địa phương là nơi này đi. Phượng Vũ trong tay hộp gỗ hướng cách đó không xa núi giả trên vách một tạp. Răng rắc rắc núi giả kia chỗ chiều hai bên di động. Xuất hiện một đạo xích hồng sắc môn. Cố ra bọn nhỏ tất cả đều nhìn phía cố hầu ra, trong nhà còn có như vậy cơ quan phòng tối. Cố hầu ra mà nhíu chặt hắn cũng không biết chuyện này. Mà giờ phút này cố lão quản gia thiếu chút nữa ngất xỉu đi phượng vũ cười không nghĩ tới đông tang quốc người như vậy bồn thật đúng là ở một chỗ té ngã hai lần đâu ta nói rất đúng sao mộc diệu tổ tổ trưởng đại nhân cố lão quản gia gắt gao chừng mắt phượng vũ đôi mắt kịch liệt co rút lại hắn gắt gao chừng mắt phượng vũ cuối cùng ngã xuống đất mà chết phượng vũ đem chìa khóa ném cho phong tầm dư lại sự đã có thể không liên quan chuyện của nàng phong tầm cầm chìa khóa mở cửa ra ánh mặt trời chiếu tiến âm u nội thất một đảo bị thương thân ảnh vô lực dựa tường mà ngồi cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài mọi người người thứ ba cũng bị tìm được rồi. Kế tiếp, tự nhiên không liên quan Phượng Vũ sự. Phượng Vũ cùng quân võ đế cáo từ tỏ vẻ chính mình phải đi về bồi nhà mình mỹ nhân mẫu thân. Tấu chương xong. Chương 2395 Quân võ đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt mọi người vừa thấy phượng vũ đều đi rồi cũng đều sôi nổi cáo từ rời đi về nhà trên xe ngựa thu linh cùng đoạn chiều ca cùng phượng vũ một chiếc xe ngựa vào xe ngựa đoạn chiều ca liền nhịn không được tiểu vũ ngươi quá lợi hại nàng kích động lôi kéo phượng vũ tay ta chuẩn bị tâm lý thật tốt lần này lại đây cố phủ khẳng định có phiền toái nhưng ta không nghĩ tới sự tình sẽ nháo lớn như vậy a à tu linh yên lặng ngồi ở một bên tuy rằng không nói gì nhưng là nàng sùng bái đôi mắt nhỏ vẫn luôn nhìn chăm chú phượng vũ từ lúc bắt đầu bị bôi nhọ sự kiện đến trung gian điều tra sự kiện lại đến sau lại vu hãm sự kiện nhà mình tiểu thư là thật sự một chút mệt đều không ăn nên phản kích phản kích nên vả mặt vả mặt nên trả đũa liền trả đũa lấy nàng sức của một người đánh cố hầu phủ sụp xuống một nửa a à. tiểu thư ngài nói cố hầu phủ sẽ như thế nào tu linh tỏ mò hỏi Phượng Vũ cười, mưu sát hầu phu nhân chưa toại, Long Gia tự nhiên sẽ tìm phiền toái, bất quá lớn nhất phiền toái đến từ chính Đông Tăng quốc gia tế, lần này cố ra phiền toái lớn. Mãn môn sao chảm không đến mức nhưng này hầu phu tức vị, khẳng định là giữ không nổi. Kia, kia còn sẽ là chín đại gia tộc chi nhất sao? Đoạn chiều ca tò mò hỏi. Phượng Vũ lắc đầu, nếu chín đại gia tộc liên thủ cùng triều đình đánh cờ, vậy khó mà nói. Thù Linh ta vừa rồi nhìn đến tam phu nhân bị lưu tại cố gia. Phượng Vũ gật gật đầu. Tam phu nhân vừa thấy cố gia xui xẻo, phản ứng đầu tiên chính là chạy về phượng tộc nhưng là thực đáng tiếc ở nàng quyết định mưu hại phượng Vũ lúc sau. Phượng tộc nàng đời này đều trở về không được. Kia đại phu nhân đâu? Thù Linh nói, mưu hại tiểu thư sự, đại phu nhân khẳng định cũng có tham dự. Phượng Vũ khóe miệng dơ lên một mặt độ cung, đại phu nhân sao? Nhật từ tự nhiên là sẽ không quá hào quá ba vị trưởng lão đã tất cả đều đứng ở nàng bên này, đại phòng nhật tử cũng mau đến cùng. Xe ngựa thực mau ở phượng tộc cửa dừng lại, phượng vũ xuống xe ngựa, nhìn đến mặt sau đại phu nhân xe ngựa chậm chạp không dám đi lên, khóe miệng dơ lên một mặt độ cung. Xem ra hôm nay này vừa ra, đại phu nhân là thật sự bị dọa tới rồi. Cũng thế, Phượng Vũ hiện tại cũng vô tâm tư thu thập đại phu nhân, thả làm nàng trước sợ đi. Phượng Vũ vừa đi. Đại phu nhân xe ngựa mới chậm rãi ở phượng tộc cửa dừng lại. Đại phu nhân nâng lên màn xe, nhìn thấy phượng vũ thật sự đi rồi, nàng lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, cái này sát tinh, rốt cuộc đi rồi. Phượng tang lạnh băng ánh mắt nhìn đại phu nhân, mẫu thân, ngài sợ nàng. Đại phu nhân thiếu chút nữa bị bất thình lình thanh âm hoàng sợ, nàng trừng mắt phượng tang nói bậy gì đó đâu phượng tăng vốn dĩ chúng ta xe ngựa đi ở phía trước chính là mẫu thân làm xa phu thả chậm tốc độ cuối cùng còn chậm chạp không chịu tiến lên mẫu thân ngài không phải nói muốn giết nàng cấp tiểu lục báo thù sao chính là ngài hiện tại cầm miệng đại phu nhân chừng mắt phượng tăng liếc mắt một cái hóa ra nàng liền không sợ hãi sao phượng vũ phượng vũ nàng hiện tại được bệ hạ coi trọng muốn báo thù nói dễ hơn làm việc này yêu cầu bàn bạc bà kỹ hơn đại phu nhân cường ngạnh nói một câu liền vội vội vàng vào cửa phượng vũ trở về tinh vẫn viện triệu ma ma vội vội vàng vàng chào đón tiểu thư ngài đã trở lại ngài không có việc gì đi bên ngoài đều ở truyền thu linh khó hiểu triệu ma ma đang lo lắng cái gì triệu ma ma khóc tang một khuôn mặt bên ngoài đều ở truyền tiểu thư giết hầu phu nhân đều truyền điên rồi cấp chết cá nhân thu linh vụt một tiếng cười tấu chương xong mươi 2396. Triệu ma ma chụp tu linh một đầu còn cười, chuyện lớn như vậy, ngươi cư nhiên còn cười ra tới. Tu linh che miệng cười nói, nhà chúng ta tiểu thư nhưng không có giết hầu phu nhân, có cái gì nhưng lo lắng. Mẹ nuôi, ngài là không biết hôm nay Cố phủ thật đúng là náo nhiệt đâu. Nếu ngài cũng ở thì tốt rồi, mở rộng tầm mắt a. À. Triệu ma ma vừa nghe tinh thần rung lên, sao lại thế này? Tu Linh cười, ngài là như thế nào đều sẽ không đoán được là ai sát hầu phu nhân. Triệu ma ma, ai? Tu Linh cười đem hầu phục phát sinh sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Tu Linh cùng Triệu ca đều là kể chuyện xưa hảo thủ, các nàng giảng đầy nhịp điệu cao trào thay nhau nổi lên, xuất sắc ngoạn mục Triệu ma ma cùng thu thúc nghe trợn mắt há hốc mồm. Thẳng hồ không có khả năng. Cuối cùng Tu Linh đem hồn ước tư hướng trên bàn một phách cố hầu phù khẳng định là không được tam thái thái khẳng định là không về được sau này ta xem ai còn dám khi dễ chúng ta tinh vẫn viện. Mà giờ phút này như tinh vẫn viện như vậy đối thoại phát sinh ở đế đô lớn lớn bé bé gia đình. Từ văn võ bá quan cho tới người buôn bán nhỏ. Cái gì không phải phượng vũ cô nương giết hầu phu nhân. Cái gì lại là cố hầu ra sát khí. Cái gì cố hầu phủ thế nhưng chứa chấp địch quốc gian tế cái gì cố hầu phủ một tàng còn cất giấu ba gian tế đại gia tối hôm qua thượng còn ở hứng thú bừng bừng thảo luận phượng vũ sát hầu phu nhân một chuyện không nghĩ tới một giấc ngủ dậy hướng gió hoàn toàn thay đổi phượng vũ cô nương không chỉ có không phải sát hầu phu nhân hung phạm ngược lại là chảo ra gia gian tế công thần đế đồ bá đánh hứng thú bừng bừng thảo luận nhưng không biết có phải hay không lúc ấy vây xem người xem ăn ý, đại gia thế nhưng im bặt không nhắc tới quân điện hạ cùng phượng vũ hỗ động đem kia sự kiện cấp xem nhẹ qua đi. Thế cho nên trăm tin nhóm hoàn toàn không biết quân điện hạ đối phượng vũ tâm ý. Nhưng là thực mau, đại gia thảo luận trọng điểm thay đổi, bởi vì tiểu vũ tiểu vũ. Vô cùng cao hứng ở trà lâu người nghe bá tánh thổi phòng phượng vũ sự tích đoạn chiều ca. Ở nghe được một tin tức sau, tức khắc nhảy dựng lên các ngươi xem hỷ thước thật nhiều hỷ thước chẳng lẽ này đó hỷ thước là vì phượng vũ cô nương hạ sao nha không đúng không đúng các ngươi xem ngày đó tế đó là phượng loan xe giá đi Hỷ thước khai đạo phượng loan xe giá thiên a là tả thanh loan cô nương đi không sai không sai hẳn là chính là tả thanh loan cô nương phía trước liền nghe nói tả thanh loan cô nương đem ở sắp tới hồi kinh nhất định là nàng thiên a phượng hoàng thật huyết quân võ đế quốc thiên phú mạnh nhất thiên tài thiếu nữ. Là nàng là nàng chính là nàng. Vậy xem các bá tánh tức khắc kích động không được sôi nổi lao ra đi xem. Tả thanh loan, đoạn chiều ca trên mặt tươi cười cứng đờ ở khóe miệng. Đoạn chiều ca tự nhiên là biết tả thanh loan bởi vì năm đó phượng vũ cùng tả thanh loan cộng đồng có được phượng hoàng thật huyết càng là cũng xưng phượng hoàng song su. Thế nhân thích nhất lấy các nàng hai người tương đối. Đoạn chiều ca rốt cuộc ngồi không yên, từ quán trà lầu hai nhảy xuống, bay nhanh nhằm phía tinh vẫn viện. Tiểu vũ, tiểu vũ. Việc lớn không tốt lạp. Đoạn chiều ca hấp tấp mà đến. Phượng vũ đang ngồi ở giàn nho hạ tu luyện, nghe vậy, không khỏi mở to mắt nghi hoặc nhìn nàng một cái. Trời sập, phượng vũ tức giận hỏi. Đoạn chiều ca thiên không sụp nhưng phiền toái của ngươi tới. Phượng vũ đứng lên, vuốt phẳng trên váy nếp uốn, nga đoạn chiều ca lôi kéo Phượng Vũ liền ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên nói, tả Thanh Loan đã trở lại. Phượng Vũ dừng lại bước chân, tấu chương xong. Chương 2397 Đoạn chiều ca bị Phượng Vũ vùng, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đoạn chiều ca vẻ mặt thật cẩn thận mà nhìn Phượng Vũ liếc mắt một cái tả thanh loan chính là nàng số mệnh địch nhân, nàng, sẽ sợ hãi sao? chính mình lôi kéo nàng đi ra ngoài có phải hay không làm sai liền ở đoạn chiều ca thấp thỏm bất an thời điểm phượng vũ nói một câu đi thôi nhưng đoạn chiều ca ngược lại không nghĩ đi cho nên nàng do dự nói tiểu vũ nếu không chúng ta vẫn là không đi vì cái gì không đi phượng vũ tay đáp ở đoạn chiều ca trên vai cười như không cười nói ta cũng muốn gặp một lần ta này số mệnh địch nhân hiện tại như thế nào đâu đi thôi trên đường cái có thể dùng náo nhiệt phi thường bốn chữ hình dung thành loan cô nương hướng đông đường cái đi đại gia mau đi đông đường cái phát bao lì xì si. thành loan cô nương phái phát bao lì xì si. thành loan cô nương không hổ là đế quốc nhất thiên tài thiếu nữ ra tay chính là rộng rãi a dần chúng một đường đuổi theo giữa không trung phi hành đội ngũ đi vui vẻ đến không được đoạn chiều ca giữ chặt bên cạnh một vị thiếu niên nghi hoặc hỏi bao lì xì si. cái gì bao lì xì si? thiếu niên đầy mặt kích động nói cô nương ngươi liền này cũng không biết hôm nay thanh loan thánh nữ trở về đế đô lạp người ngẩng đầu xem nhìn đến những cái đó hỷ thước không có nơi này thành công ngàn thượng vạn chỉ hỷ thước đúng hay không đoạn chiều ca đúng vậy đúng vậy thiếu niên hưng phấn cực kỳ hàng ngàn hàng vạn chỉ lót đường hỷ thước mỗi một con trong miệng đều hàm một con bao lì xì chúng nó ngay sau đó bỏ xuống cho nên chúng ta mới có thể dọc theo đường đi đuổi theo thánh nữ xe giá đi a à đoạn chiều ca bĩu môi, tức giận nói, tả thanh loan thật lớn khí phái a à, hôm nay đây là ra hết nổi bật đâu. Hoàng đế bệ hạ đi ra ngoài cũng chưa nàng như vậy trương dương. Thiếu niên trừng mắt đoạn chiều ca, cô nương lời này sai rồi. Chúng ta thanh loan thánh nữ ở Bích Vân Cung bế quan tu luyện 5 năm, hiện giờ tự nhiên muốn cao điệu tuyên bố trở về. Chẳng lẽ muốn không có tiếng tăm gì trở về sao? Người tưởng vị kia phượng vũ cô nương sao? Đoạn triều ca, ngươi lời này là có ý tứ gì? thiếu niên rõ ràng là tả thanh loan phấn nghe vậy chừng mắt nhìn đoạn triều ca liếc mắt một cái không nói người tên là gì đoạn triều ca quyết định nhớ kỹ tên của hắn kẻ hèn họ tiết tiết tử dịch là cũng đoạn triều ca tiết tử dịch ngươi vừa rồi nói vị kia phượng vũ cô nương là chuyện như thế nào phượng vũ cô nương làm sao vậy chúng ta phượng vũ cô nương hảo đâu tiết tử dịch các ngươi phượng vũ cô nương lại hảo cũng không bằng chúng ta thanh loan thánh nữ hảo chúng ta thánh nữ chính là phải làm thái tử phi đoạn chiều ca tức khắc không phục nhà của chúng ta tiểu vũ mới là phải làm thái tử phi đâu tiết tử dịch dùng khinh thường ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá đoạn chiều ca quay mặt qua chỗ khác đoạn chiều ca tức khắc không vui người đây là cái gì ánh mắt khinh bỉ ánh mắt tiết tử dịch không chút khách khí nói đoạn chiều ca một phen sách tiết tử dịch cổ áo chúng ta tiểu vũ so tả thanh loan khá hơn nhiều quân điện hạ muốn cưới chính là nhà của chúng ta tiểu vũ nguyên bản đoạn chiều ca cũng không hy vọng nhà mình tiểu vũ cùng quân điện hạ ở bên nhau. Chính là bị tả thanh loan so đi xuống, hắn liền không vui. Ít từ dịch liếc đoạn chiều ca liếc mắt một cái, lẩm bẩm một tiếng, trừ phi quân điện hạ mắt bị mù. Đoạn chiều ca, ngươi, hảo hảo, phượng vũ vỗ vỗ đoạn chiều ca, đừng nháo, hảo hảo xem. Đoạn chiều ca đầy bụng ủy khuất tức giận lại nghẹn khuất quân điện hạ đối với các nàng gia tiểu vũ hào đâu về sau sáng mù các ngươi mắt chó đúng lúc này không biết ai hô to một tiếng bao lì xì si. bao lì xì si. lại hạ bao lì xì si vũ tấu chương xong chương 2398 nghìn wow. mau tiếp mau tiếp bao lì xì si hướng bên này một chút bên này bên này đế đồ bá tánh đều lâm vào cuồng nhiệt chung Bốn phía đều là người tễ người, vượng vũ đều thiếu chút nữa bị tễ đến, nàng kéo đoạn chiều ca hướng nóc nhà nhảy dựng, lúc này mới thoáng an tĩnh điểm. Bất quá trên nóc nhà cũng đều không phải là không có người. Trên thực tế, vì sớm một bước cướp được bao lì xì, không ít người chính hướng trên nóc nhà bỏ. Này bao lì xì có cái gì a à, một đám đều kích động thành như vậy. Đoạn chiều ca đầy bụng oán khí. Cái này tả thanh loan, trở về liền trở về sao, sợ đại gia không biết nàng trở về sao còn phát ra bao lì xì vũ, thật thật là làm ra vẻ. Liền bên trái thanh loan chửi thầm thời điểm, nàng bên cạnh một vị béo đại thầm kích động nói, ai ra tiểu cô nương, người này nói cái gì a à, người không kích động. Béo đại thầm vận khí không tồi, trong tay nhéo một phen bao lì xì, ít nhất có ba bốn. Này bao lì xì thứ gì đều có, người xem ta này mặt trên viết tiền đồng 50 cái. Hắc hắc, không tồi không tồi béo đại thẩm mở ra trong tay một cái bao lì xì si cấp đoạn chiều ca các nàng xem. Cầm này trương khoán, đến tả ra ở đông đường cái hiệu buôn liền có thể đổi. Mới 50 tiền đồng A, đoạn chiều ca trợn trắng mắt này cũng quá keo kiệt đi. Béo đại thẩm không đồng ý, đây là vận khí không tốt cho nên chỉ có 50 tiền đồng, vận khí tốt. Có thể trừ đến ngân lượng A, đan dược A, đúng rồi, vừa rồi nghe nói, còn có người bao lì xì si khai ra 100 lượng bạc đâu nếu có thể chịu đến giải thưởng lớn thì tốt rồi. Nghe nói lớn nhất thưởng là một đống phòng ở đâu? Ai, chúng ta này tắc đất tắc vàng đế đô, một chỉnh đống phòng ở A. Đoạn chiều ca thờ phì phì nói, nàng đây là ở thu mua dân tâm. Béo đại thẩm không cho là đúng, nhiều vài người ra tới thu mua dân tâm, thật là tốt biết bao A. Đoạn chiều ca bị chọc tức nói không nên lời lời nói. Mà giờ phút này, giữa không chung. Tả Thanh Loan ngồi trên phượng loan xe giá thượng, bên người nàng là thị nữ đồng tước. Đồng tước trong tay cầm một cái thiếp vàng bìa mặt bao lì xì, mà cái này bao lì xì. Đúng là hôm nay lớn nhất thường. Tại đây tất đất tắc vàng đế đô, một đống tư hợp viện tòa nhà, xác thật là không nhỏ bút tích. Đồng tước vì chính mình thiết kế rất là đắc ý, nàng sớm vài ngày liền khiển người thả ra tin tức hôm nay thanh loan thánh nữ giá lâm, đến lúc đó sẽ có bao lì xì vũ dâng tặng quả nhiên phía dưới người thật nhiều thật nhiều phượng loan xe giá phi cũng không cao khoảng cách nóc nhà bất quá vài trăm thước cho nên đồng tước ánh mắt rơi xuống thời điểm thực mau liền nhìn đến trên nóc nhà đứng người tuy rằng năm năm không gặp nhưng bởi vì là số mệnh kẻ thù cho nên đồng tước liếc mắt một cái liền nhận ra kia đứng ở trên nóc nhà người đúng là phượng vũ cùng đoạn chiều ca thánh nữ ngài xem bên kia đồng tước tay một lóng tay Nàng ngón tay sở chỉ phương hướng, đó là Phượng Vũ cùng đoạn chiều ca ngồi ở chỗ. cả thanh loan nguyên bản đang ở nhắm mắt dưỡng thần, bị đồng thức quấy nhiễu, nàng hơi hơi nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển gian mang theo một tia thanh lãnh. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhìn phía cái kia phương hướng. Chính như đồng tước theo như lời, số mệnh địch nhân, mặc dù cách vài trăm thước trời cao, như cũ liếc mắt một cái nhận ra. Thánh nữ, là nàng đi, là phượng tộc vị kia ngũ tiểu thư đi. Đồng tức thanh âm mang theo vài phần nhảy nhót nàng khẳng định biết là nhà chúng ta ở phát ra bao lì xì ngộ đi. Nàng là quá có bao nhiêu không tốt cư nhiên tới đoạt nhà chúng ta bao lì xì. Năm năm trước hai người cũng sưng đế đều song xu. Năm năm sau, một cái là cao cao tại thượng thánh nữ, một cái là đê tiện tiến bụi bạm phế tài thật thật là thiên địa chi biệt vân bùn chi kém. Tấu chương xong. Chương 2400 Tốt nhất thường